Chào Các bạn, xây dựng cầu Brooklyn là một trong những thành tiệu kỹ thuật đáng kinh ngạc của thế kỷ thứ 19. Và câu chuyện về việc xây dựng cây cầu này thực sự là câu chuyện đáng ngưỡng mộ về khả năng con người vượt qua những thách thức khó khăn để tạo nên một biểu tượng vĩ đại. Cây cầu Brooklyn, hoàn thành vào năm 1883, là cây cầu treo đầu tiên trên thế giới và được coi là một kỳ công kỹ thuật đỉnh cao của thời đại. Những tay kỹ sư và công nhân đã phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, bao gồm việc xây dựng cây cầu trên một đoạn sông rộng và nước biển nông và đối phó với sự biến đổi thời tiết cực đoan của mùa đông ở New York, một điểm đáng kể là John Roebling, người đầu tiên đề xuất ý tưởng xây dựng cầu và đã lập kế hoạch chi tiết cho nó, đã chết do tai nạn làm việc trước khi dự án bắt đầu. Con trai của ông, Washington Roebling, đã tiếp tục công việc của cha mình mặc dù bị thương nặng trong một tai nạn xảy ra trên công trình. Washington phải dẫn dắt dự án từ xa. Sự kiên nhẫn và khả năng lãnh đạo của ông đã giúp hoàn thành cây cầu. Khi hoàn thành, cầu Brooklyn không chỉ là một phần quan trọng của hạ tầng New York mà còn là biểu tượng của sự liên kết và sự thăng tiến công nghệ của nước Mỹ. Đến ngày nay, nó vẫn là một điểm đến nổi tiếng và là một phần không thể thiếu trong bức tranh về New York. Cây cầu Brooklyn vĩ đại khiến người ta nhớ đến chiến thắng của một người đàn ông với ý chí bất khuất và sự quyết tâm không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh. Và sau đây là câu chuyện về việc xây dựng cây cầu Brooklyn huyền thoại. Cầu Brooklyn bắc ngang qua con sông nằm giữa hai thành phố Manhattan và Brooklyn chính là phép lạ của ngành xây dựng. Vào năm 1883, John Joy Linh, một kỹ sư giàu óc sáng tạo, lòng đầy hứng khởi khi nảy ra ý kiến xây một cây cầu thật ngoạn mục bắc ngang hai thành phố này. Ý tưởng táo bạo của ông bị nhiều người cho rằng là điên rồ. Họ bảo ông hãy quên điều đó đi vì không thể làm được cây cầu như vậy. Khi ông trình bày ý tưởng, không một chuyên gia về cầu đường nào chịu hợp tác với ông. Rồi Linh không thể nào quên đi hình ảnh về cây cầu trong tâm trí ông. Lúc nào, ông cũng nghĩ về nó và sâu thẳm trong trái tim, ông biết ý tưởng ấy có thể thực hiện được. Ông cần phải chia sẻ mong muốn của mình với một ai đó có thể giúp được mình. Trở về nhà, ông thuyết phục con trai mình là Washington cũng là một kỹ sư đầy tiềm năng rằng có thể xây được cây cầu như vậy cả hai cha con cũng ấp ủ ý muốn hoàn thành cây cầu và bàn luận về cách vượt qua mọi trở ngại hai cha con sau đó gặp may mắn khi được các ngân hàng tin tưởng ngân hàng đã đồng ý bỏ tiền ra cho dự án xây cầu hết sức phấn khích và nhiệt thành họ tuyển công nhân và bắt đầu xây cây cầu trong mơ ước của mình dự án xây cầu khởi đầu tốt đẹp nhưng chỉ vài tháng sau khi tiến hành tai họa đã ập đến một tai nạn tại công trường đã cướp đi chính sinh mạng của ông john lên con trai của ông bị thương nặng ở đầu washington sau tai nạn đã không thể đi đứng và nói được mọi người đều nghĩ là dự án này sẽ phải hủy bỏ vì chỉ có cha con Joy Linh là những người duy nhất hiểu được cách xây dựng chiếc cầu này. Dù không thể đi lại và nói chuyện, nhưng đầu óc Washington Joy vẫn còn rất tinh anh. Bỗng một ngày, khi đang nằm trong bệnh viện, trong đầu ông chợt nghĩ ra cách nói chuyện với người khác. Khi đó, ông chỉ có một vận động cơ thể duy nhất là ngón tay nhúc nhích. Vì thế, ông đã nghĩ ra một bộ mã truyền tin. Ông dùng ngón tay còn truyền động được, gõ ra ý nghĩ của mình vào tay vợ mình để thông tin với vợ những gì cần nói với các kỹ sư vẫn đang tiếp tục xây dựng cầu. Trong suốt 13 năm, Washington đã ra lệnh bằng ngón tay duy nhất còn chuyển động của mình cho đến khi hoàn thành được cây cầu Brooklyn vĩ đại mà chúng ta đã nhìn thấy ngày hôm nay. Với chiều dài chưa từng có và hai tòa tháp nghiêm trang, cầu Brooklyn được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Trong một vài năm sau đó, nó vẫn là cấu trúc cao nhất ở Tây bán cầu. Nó kết nối giữa các trung tâm dân cư lớn của Brooklyn và Manhattan, thay đổi tiến trình phát triển của thành phố New York mãi mãi năm 1898, thành phố Brooklyn chính thức xác nhập vào thành phố New York, hình thành nên New York vĩ đại bây giờ. Ngày nay, cây cầu Brooklyn vĩ đại đứng kiêu hãnh trong sự vinh quang, khiến người ta nhớ đến chiến thắng của người đàn ông với ý chí bất khuất và sự quyết tâm không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh. Câu chuyện có lẽ là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho thái độ không bao giờ bất khuất trước nghịch cảnh. Thái độ lạc quan đó đã giúp người ta vượt qua được sự tàn phế của thân thể và thực hiện được một mục tiêu, lý tưởng, tưởng như bất khả thi đối với ngay cả một người bình thường. Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi được nghịch cảnh, nhưng những trở ngại ấy dường như quá nhỏ bé nếu so sánh với những gì mà nhiều người khác cũng đang đối mặt. Như vậy là các bạn đã biết vì sao nước Mỹ lại trở thành một quốc gia hùng mạnh như ngày nay. Đơn giản là họ có những con người như vậy. Các bạn thấy sao về nước Mỹ? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận. Và đừng quên cho ekip một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.